Bao nhiêu vé? Con nghe nói gì không? Thôi chào mọi người nha. Có sao đâu. Hết nha. 2, 3, go. Hôm nay cuối tuần không giáo mà phải gặp ai vậy ta? Đi là mình mặc đồ này đi vào công ty hỏi xem sao nhỉ? Đi kiếm mấy anh bảo vệ hay là hát thi biết hát không? Tầng lao ngay. Tầng lao một câu coi nào. Tao biết đâu mà tầng lao. Tao không biết. Tao dạy cho. Nhá. Hát đi. Cái xong hôm nay con gái mang cái mic đi hát đi. Thì tao bảo mày lấy rồi mày không lấy thì nói gì giờ. Không mà con gái nào thì mình đừng đi đâu. Thì ôm đi mà, tao hỏi rồi, bảo là ừ lấy đi. Mày không lấy thì giờ về gian đây đi thì sao? Chán. Khó. Khó hả? Hát đi. Ủa hồi nãy lấy, hồi nãy ra đây rồi đấy nhỉ. Ở đây mát hơn ý. Yeah.
Thôi chào mọi người nhé, cảm ơn mọi người nhé. Cảm ơn mọi người, mình tiếp tục đi lên để ăn cơm trưa, gọi là chiều rồi, không phải trưa rồi. Thôi mình kết thúc video ở đây nhé, chào mọi người nhé. Nếu mà cảm thấy hay thì xem tập tiếp theo đấy là không ok đi. Để lên giờ cũng 3 giờ chiều rồi, ăn được rồi. Sáng giờ này mình chưa ăn cái gì nữa. Một ngày chủ nhật coi như là cái bụng cũng là chủ nhật luôn, không ăn luôn. Hay nhỉ? Đi về lấy máy canh cay nữa đi này. Lấy canh cay làm gì? Em lấy bia ra đi, lấy bia ra đấy. Lấy luôn, chẳng đi đâu nữa. Mấy cháu này ra phát ra dao như là dao xẻo. Thôi lấy ra để xuống rồi để lên trên là xé ăn thì làm. Mấy dao cắt chứ? Đây là đúng. Trời ạ, có gì đâu mà. Mấy cái này thì tạm thời uống hấp miếng nước đá này có khi là. Để tính tình người. Quá là tuyệt vời chứ. Không làm cái lon nào có 4 cái lon, 4 tạ, 4 cái thôi hả? Không ăn cái rồi, mua 5 cái ở đây. Không ăn đây. Để cái nào để ăn mới dám chứ không thì đúng vậy đó không. Thì bây giờ hiện tại bây giờ mình mua đây là người ta ủ thuốc phải không, giờ mình chỉ về nó còn chưa gọt gọt vỏ đi, gọt vỏ nữa trời, gọt vỏ đâu, gọt vỏ nó đây lại thì chịu, mấy cái sao này chắc tiêm thuốc vô ấy, cái kia sao mà thôi đi sao vậy. Thế này ra đâu? Ra đây, từ từ. Ra kia, ra cái đường đâu? Cái gì à? Đây. Thì đó làm cái này xong rồi xé. Xé. Xé cái gì à? Để đây, cái này. Xé ra chứ. Xé ra để. Xé cái này trước nhỉ? Cái này sao lại bỏ xuống? Tiếp tranh luôn hả? Còn biết nữa. Không quả thì. Đấy. Là có nước đâu? Có mà. Hay ăn cái con đấy. Cái này nó có nước đâu? Chắc mình ăn cái con. Cảm ơn. Đá rồi đó, đá rồi đó. Không chặt làm bao giờ đâu, không biết chặt luôn á. Thì cứ để vậy ăn miếng nào thì kéo ăn miếng. Ăn miếng kéo ăn miếng đấy đi, để dao đấy, để dao đấy luôn. Ừ, để dao ở đây luôn. Để máy vào đây ăn. Cái này cái chị ghé vô, chị uống bia. Có sao? Cái này nó có da đâu, cái này có phải cái chanh đâu. Cái này không có nước đâu. Bà chợ thấy rồi, không muốn mua rồi mà, tôi ra đây cũng gặp luôn. Đây nó tặng cái này. Cái tranh... Xong bảo tao mua ở nhà. Ủa? Thì tao kêu bảo là ra lấy mua cái mà. Biết tao đâu. Biết. Lên sóng đi. Thôi, lên sóng, lên làm cái gì?
lên để bữa sau có dịp có em nào bia nhỉ, bia nhá. Nó gặp nhau với nó chạy mắc chép hết rồi. Thôi thì nó sợ say không rồi. Say sau chứ còn lại. Say rượu, say say bia mai sẽ tỉnh, say tỉnh nó mới sợ thôi. Thật, mà say bia còn say tỉnh nữa chứ. Say cả hai say bia nó sẽ tỉnh, nhưng mà chỉ sợ say tỉnh thôi mới đáng sợ thôi. Say rượu, say bia không có sợ. Say cả hai luôn. Còn tối em nhậu rồi về tới phòng. Yêu anh em tỷ là đâu? Ngã ngay ngủ luôn, đèn tắt không nổi luôn. Hôm qua nhậu ở đâu vậy? Nhậu bên gần công ty á. Vậy ba người điện thoại đâu rồi chứ? Lon là khui nữa mà lon ở trên xe. Anh nghe cục đồ đi. Anh đi. Diễn đi chi? Thôi mời mà nhờ nhá. Ăn cổ luôn hả mày? Trời ơi, cái gì chả ăn? Ăn tươi đi. Giòn tưng. Ngon nhỉ? Cái đầu này ngon rồi. Ăn đi. Tao thử nhé. Lấy thịt chứ. Còn đây hay cay à? Được đấy. Được. Được. Được vô vậy? Rồi, vô. Vô vậy? Vô. Từ Sơn. Còn anh. Còn anh kia thì cay cho. Anh kia khổ lắm. Đây, vô. Hết nha. Rồi. 2, 3, vô. Tất nhiên rồi. Bữa bà tí bà chấp cái đồ trên đó đợt đi xuống cái đấy là buồn hồ, đợt đi xuống buồn hồ ấy, cũng mặc cái đấy thì em cưới cũng mặc mấy thằng kia lấy cho ấy. Giờ bác ở đất trên mặc cái đồ này nha. Lấy cái túi muối muối cho nó còn bằng hôm nay còn đi làm gì chắc gì vậy. Tuần tuần về đi làm ăn cưới 3 ngày rồi lại lên. Vẫn về, tôi nó lên rồi, ăn tay nó lên rồi. Bằng nắng. Ngọc bằng này. Bằng gì, đi đồ văn hóa. Ngọc bằng nó ở bên hồ ấy, cái xiêng ấy. Thôi chịu. Đâu? Ở cái xiêng nó ở đây cái, là một ngày nhà cái ca nhưng mà nó lấy chồng ở trên. Thôi ăn đi mọi người. Lấy ở trong. Nó ở 38. Nó 38 mà, nó giờ bữa nó đi về 38 ăn cưới đi. Rồi cháu nó lấy chồng ở cái xiêng phải không? Chia tay rồi. Ủa? Con giấy mà. Sợ sao vậy? Dọn đào thay mình cũng được mà, có sao đâu. Hả? Đào thay mình cũng được mà, có sao đâu. Không. Cùng nhau nhé. Cùng nhau nhé. Cùng nhau hạnh phúc nhé. Thôi uống đi nào mọi người. Đây, vô đi.
thôi, chào mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem. Chào mọi người, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Cảm ơn mọi người đã xem video, ủng hộ cho mình nhé. Nếu mà thấy hay thì ấn đăng ký và bình luận ở dưới. Có gì nếu mà cảm thấy là chưa được ấy, mọi người góp ý kiến nhé. Rồi ngày cuối tuần xin chúc mọi người một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc nhé. Ở đây Phúc cũng thấy à. Mọi người luôn có nhiều sức khỏe. Nếu mà mình tự dưng nói ngoài thì kết thúc video rồi.